Hôm nay tôi xin làm một cái tiết mục ảo thuật và cũng hướng dẫn mọi người đưa một cái tiết mục ảo thuật. Thì tiết mục ảo thuật này chúng ta có thể diễn tại các quán ăn, tại canteen của nhà trường hay là diễn tại các quán nhậu nhẹt gì đấy. Cái tiết mục của nó như thế nào? Đầu tiên thì chúng ta có một cái tiết mục hết sức đơn giản, chỉ có thể lừa người ta thôi, rất là vui. Ở đây có một chiếc bát này, một chiếc đĩa. Thì kiếm ở canteen thì kiếm đâu, lúc nào chỗ nào cũng có hết. Bây giờ tôi sẽ cho chiếc bát để như này, cái răng nó sẽ rơi đúng không ạ? Đấy, rơi xuống. Và đây là hoàn toàn là một cái điều hoàn toàn bình thường. Nhưng mà gì? Tôi chỉ cần để lên thôi nha. Và tôi có thể giữ thăng bằng một tí. Ok. Nó có thể giữ trên được chiếc đĩa. Như vậy rồi. Đó. Thì đây chiếc đĩa hoàn toàn bình thường, nó cũng không có gì. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cái tiết mục này. Đầu tiên thì khá đơn giản, chỉ một chiếc đĩa, một chiếc bát, đó là vật dụng chúng ta cần chuẩn bị. Đã chắc là cũng chẳng phải chuẩn bị, vì căng tin thì chắc là cũng có. Bây giờ cái bí quyết của nó rất đơn giản thôi. Và đằng sau thì cái bàn tay chúng ta, ngón cái là cái giữ cho cái bát này, cầm này, giữ này. Ở đây là như vậy, chiếc bát có thể đứng như thế, không như này. Đó, nó đứng trên không này và lập tức chúng ta thả ra, lại rơi xuống. Nhưng mà thả làm sao để cho nó rơi cái này nhé, chúng ta thả nó rơi xuống bên này, thấp ngón tay vắt xuống là có thể thả được. Cảm ơn các bạn đã xem, nhớ like video sẽ có video tiếp theo hay hơn.